Nữ sinh 15 tuổi cùng khẩu súng K54 hớt hải chạy đến đồn công an. Đề xuất không công khai sai phạm giáo viên khi chưa có kết luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trương Mỹ Lan kháng cáo về mức án tử hình, tòa đã ấn định ngay xét xử phúc thẩm. Hàng trăm tấn rác thải bất ngờ đổ xuống vùi lấp vườn cà phê của người dân. Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Vừa rồi là phần điểm những tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Vừa qua, thông tin từ công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận cho biết vừa tiếp nhận một khẩu súng ngắn loại K54 hiệu M1911 cùng 18 viên đạn các loại do công dân tự giao nộp. Trước đó vào ngày 22 tháng 10, trong quá trình lưu thông trên đường em Trương Lê Hải Minh, sinh năm 2009, trú tại khu phố 9, Mỹ Bình, thành phố Phan Rang, Tháp Tràm, Nhặt Được. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, em Minh đã chủ động giao nộp cho công an thành phố Phan Rang Tháp Tràm để xử lý theo quy định pháp luật. Công an cũng đề nghị người dân chủ động giao nộp và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ nhằm đảm bảo an ninh trật tự theo quy định pháp luật. Theo công an thành phố Phan Rang Tháp Tràm Ninh Thuận, Thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ, đồng thời nghiêm cấm việc tàng trữ, vận chuyển sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Nếu phát hiện các hành vi vi phạm trên, đề nghị công dân trình báo qua số điện thoại trực ban công an thành phố 02593 822 516 mới đây bộ giáo dục và đào tạo lấy ý kiến về dự thảo luật nhà giáo trong đó đề xuất không công khai thông tin về sai phạm của giáo viên khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền trả lời báo chí ông vũ minh đức cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giải thích việc này nhằm bảo vệ giáo viên trong hoạt động nghề nghiệp theo ông nhà giáo ngoài truyền đạt chuyên môn còn phải làm gương cho học sinh trong khi đó mạng xã hội đưa nhiều thông tin chưa được kiểm chứng chưa biết có sai phạm hay không ông đức nói điều này tạo ra áp lực rất lớn ảnh hưởng đến uy tín danh dự của nhà giáo đặc biệt với học sinh và phụ huynh cô nguyễn thùy linh giáo viên dạy môn hóa sinh ở bậc trung học cơ sở ở hà nội cho rằng đề xuất này với giáo viên là nhân văn thực tế giáo viên hiện nay đối diện với rất nhiều rủi ro cũng như áp lực cô nói đôi khi giáo viên không có ý như vậy nhưng khi sự việc chưa có kết luận chính thức đã bị đưa lên mạng khiến giáo viên đôi khi bị kết án sớm và sự việc bị đẩy ra xa Cô Thoa, phó hiệu trưởng một trường trung học cơ sở ngoại thành Hà Nội nhận định, đề xuất của Bộ là phù hợp. Trong thời đại kỹ thuật số, những thông tin được đưa lên mạng có thể truy cập vĩnh viễn. Cô Thoa chia sẻ, tôi nghĩ đề xuất là nhân văn, nhưng nếu không quy định rõ, sẽ dễ xảy ra sự bưng bít thông tin. Vì thế nên linh hoạt. Vấn đề nào không gây hậu quả nghiêm trọng, có thể giải quyết nội bộ được, thì nên tạo cơ hội cho giáo viên. Vì ai cũng có thể bị sai lầm, mà nếu vì quá khứ mà bị ám ảnh mãi, thì cũng khổ cho giáo viên. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận đề xuất của Bộ là phù hợp. Cũng theo ông Nam, đề xuất này cần xét trong bối cảnh thực tế. Nhiều vụ việc có thể giải quyết nhưng phụ huynh ngại trao đổi trực tiếp, than thở trên mạng chỉ dựa trên những thông tin một chiều. Thêm mắm, thêm muối, ông Nam nhìn nhận việc này ảnh hưởng xấu đến ngành và hình ảnh người thầy. Đề xuất này thể hiện một tiếp cận nhân văn rằng Ai cũng có quyền phạm sai lầm mà không bị ám ảnh bởi quá khứ nếu họ đã sửa chữa và tiến bộ. Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Phương nhìn nhận, nhà giáo cũng là công dân và hơn nữa lại là viên chức công chức trường công hoặc là người làm công tác giáo dục ở nhà trường, cơ sở giáo dục tư nhân nên việc phải chịu sự giám sát của xã hội, công luận, báo chí là đương nhiên, không có miễn trừ. Theo ông Vương, công luận bao gồm báo chí, người dân, công dân có quyền giám sát phê bình và thực hiện các phương pháp khác được pháp luật coi là hợp pháp khi phát hiện sai phạm của giáo viên. Ông Vương nêu quan điểm, nếu đặt ra một quy định như trên, nó tạo cho người dân có cảm giác giáo viên là tầng lớp được miễn trừ và các cơ sở giáo dục có cớ để che giấu thông tin, có hại cho sự phát triển của giáo dục và xâm phạm quyền lợi của học sinh, người dân. Cũng theo ông Vương, đề xuất này cũng đi ngược lại tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ mà xã hội hướng tới. Ông Vương nói công khai sai phạm ban đầu có thể gây xôn xao và có thể ít nhiều ảnh hưởng các giáo viên. Cơ sở làm tốt nhưng về lâu dài nó điều chỉnh làm cho giáo dục tốt hơn. Ngược lại, nếu che giấu thì lâu dần người dân bất tín và giáo dục sẽ gặp nguy cơ lớn. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 47 bị cáo khác ra xét xử phúc thẩm liên quan đến các tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng, tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Phiên tòa phúc thẩm bắt đầu vào ngày 4 tháng 11 và dự kiến kết thúc vào ngày 25 tháng 11 do thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên làm chủ tọa. Trước đó, ngày 26 tháng 4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Cũng trong vụ án này, 47 bị cáo khác đã kháng cáo. Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Ngoài ra, một số bên liên quan như Công ty Quốc cường Gia Lai, ông Nguyễn Sơn Hoa, Công ty TNH Hạ Long, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh cũng có kháng cáo. Trước đó ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình. Sau bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm gửi Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm đã buộc tội và mức án tử hình đối với bà. Theo nội dung vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ từ 85 đến 91,5% cổ phần SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma, thuê nhiều cá nhân câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm. Bên cạnh đó, trương mỹ lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ scb lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau giải ngân bán nợ xấu bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng giảm nợ xấu để che giấu sai phạm mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ từ đó trương mỹ lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức. Trong đó, viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Mới đây, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan chức năng địa phương đã làm việc với đại diện nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường, đóng tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt để xử lý việc rác từ nhà máy tập kết cao như núi bị sạt lở, đổ ập xuống khu vực sản xuất cà phê của người dân. Trước đó, vào ngày 22 tháng 10, hàng trăm tấn rác thải rắn từ phía nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường ở trên đồi cao đã bất ngờ đổ ập xuống bên dưới. Rác thải cộng nước mưa chảy tràn xuống vùi lấp một khu vực rộng lớn vườn cà phê đang cho quả của người dân. Cùng với đó, nước từ bãi rác cũng dò dỉ, đổ xuống con suối ở chân đồi, khiến khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ vụ việc. Ngày 23 tháng 10, Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường yêu cầu nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường xử lý hiện trường, giải phóng toàn bộ lượng rác thải bị sạt lở về khu vực tập kết của nhà máy. Đồng thời, khẩn trương tổ chức kiểm tra, bồi thường thiệt hại về nông nghiệp cho người dân địa phương. Tiếp đó, thực hiện xây dựng hệ thống tường bao ngăn sạt lở. Như đã đưa tin, nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường do công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng xanh làm chủ đầu tư, nhà máy được xây dựng trên diện tích 28 ha tại xã Xuân Trường đi vào hoạt động từ năm 2015. Nơi này thu 100% rác thải của thành phố Đà Lạt để xử lý, sản xuất hạt nhựa, phân vi sinh, gạch block. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nhà máy này nhiều lần để xảy ra tình trạng rác thải ùn ứ, gây sạt lở rác và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người dân bức xúc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Đỗ Tuấn Dũng, sinh năm 1991 ở quận Ngô Quyền để điều tra về hành vi giả danh công an. Trước đó sáng 18 tháng 10, tổ cảnh sát thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự quận Hải An, thành phố Hải Phòng Tuần tra kiểm soát tại phường Thành Tô, phát hiện ô tô Mercedes biển kiểm soát 30H68999 vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu dừng xe. Làm việc với cảnh sát, tài xế Đỗ Tuấn Dũng, 34 tuổi, tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại một đơn vị thuộc công an thành phố Hải Phòng và xuất trình một thẻ chứng minh công an nhân dân, căn cước công dân cùng tên. Phát hiện dấu hiệu bất thường Cảnh sát đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đưa tài xế về trụ sở tiếp tục xác minh. Tại cơ quan công an, Dũng khai khoảng tháng 4 năm 2024, Dũng mua chứng minh công an nhân dân giả với giá 1 triệu đồng qua mạng xã hội. Khi bị cảnh sát dừng xe, tài xế xuất trình chứng minh công an nhân dân giả với mục đích được thông cảm bỏ qua vi phạm. Đối với chiếc Mercedes, Dũng khai trước đó đối tượng mua của một cửa hàng ở Hà Nội, mang biển kiểm soát 30E68854 do đang làm thủ tục sang tên cấp biển mới. Đối tượng mua biển 30H68999 giả trên mạng xã hội với giá 500.000 đồng rồi lắp vào xe để lưu hành đến khi bị phát hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Dũng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Mới đây, một tài xế xe taxi ở thành phố Hồ Chí Minh đã trình báo vụ việc bị một tài xế xe rác chặn đường đe dọa rồi đập vỡ gương xe ngay trên đường. Ngay sau đó, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 1 làm việc với tài xế xe chở rác để làm rõ hành vi sử dụng tuyếp sắt phá hỏng tài sản của người khác trên đường di chuyển. Theo xác minh vụ việc xảy ra vào tối ngày 20 tháng 10 tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo trình bày của anh d sinh năm 1994, hành nghề taxi, vào giờ trên, anh T điều khiển xe lưu thông đến giao lộ trên thì nhìn thấy xe rác bật tín hiệu xin nhường đường. Thời điểm này, phương tiện di chuyển tại giao lộ trên đông, đường ngập nước, dù nhận được tín hiệu xin nhường đường nhưng anh T không thể đi nhanh hơn. Tuy nhiên, sau khi vượt qua xe của anh T, tài xế xe chở rác đã hùng hổ xuống xe cầm theo một tuyếp sắt, được xác định là ống tuyếp thủy lực, xuống chửi bới. Sau đó, sử dụng tuyếp sắt này đập vỡ kính chiếu hậu xe anh T. Sau khi gây ra vụ việc, tài xế xe rác đã lên xe bỏ đi. Phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 1 xác định người gây ra vụ việc trên là nhân viên của công ty. Ngoài việc phối hợp với công an huyện Bình Chánh làm rõ, ngoài ra, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ích quận 1 cho hay đơn vị sẽ nhanh chóng chấn chỉnh tình trạng trên. Sau khi clip trên được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, đã thu hút rất nhiều người thể hiện sự bất bình trước cách xử lý khi tham gia giao thông của tài xế xe chở rác. Tại dự thảo lần 3, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, nhiều lỗi vi phạm được đề xuất tịch thu phương tiện. Theo dự thảo, nghị định người vi phạm sẽ bị tịch thu xe trong trường hợp sản xuất, lắp ráp trái quy định mà tham gia giao thông, không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy hoặc bị tẩy xóa. Đáng chú ý, sẽ tịch thu phương tiện đối với người điều khiển xe thực hiện các hành vi, điều khiển xe bốc đầu, xe ba bánh nhưng chỉ chạy hai bánh, buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, dùng chân điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe, thay người điều khiển khi xe đang chạy, quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe. Đồng thời, người vi phạm các lỗi trên sẽ bị trừ 12 điểm trong giấy phép lái xe. Đồng thời, nhiều lỗi vi phạm sẽ tăng hình thức phạt tiền như người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt từ 9 đến 11 triệu đồng, quy định hiện hành phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Quay đầu trái quy định sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng thay vì phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng như hiện hành. chở hàng vượt quá chiều cao phạt từ 8 đến 12 triệu đồng, hiện đang là 2 đến 3 triệu đồng. Mua bán biển số trái quy định bị phạt từ 48 đến 52 triệu đồng, hiện là từ 10 đến 12 triệu đồng giao xe cho người không đủ điều kiện sẽ bị phạt từ 28 đến 30 triệu đồng, hiện là từ 4 đến 6 triệu đồng. Đi vào khu vực cấm, đường cấm bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, hiện là 2 đến 3 triệu đồng. Hay như lỗi điều khiển xe ô tô đi vào khu vực cấm, đường cấm thì sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu thay vì 2 đến 3 triệu như quy định hiện hành. Các hành vi như dừng, đỗ, quay đầu xe gây ủn tắc giao thông. Quay đầu xe trong hầm đường bộ hoặc vượt không đúng quy định sẽ bị phạt từ 8 đến 12 triệu đồng thay vì phạt 2 đến 3 triệu đồng. Hành vi không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông được đề xuất tăng từ 4 đến 6 triệu đồng lên 8 đến 10 triệu đồng. Đại diện Bộ Công an cho biết, việc tăng mức xử phạt sẽ tập trung vào các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao. Trường hợp nghị định được thông qua thì mức phạt của các hành vi trên sẽ được áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025. Nếu hành vi vi phạm ra trước ngày nghị định có hiệu lực, thi hành sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng nghị định đang có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử phạt. Nếu hành vi đang được thực hiện thì áp dụng nghị định đang có hiệu lực tại thời điểm phát hiện để xử phạt. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông vừa tổ chức họp kỳ họp thứ 41 khóa 12 để xem xét kết luận một số nội dung liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Vĩ, đảng viên tri bộ tổ dân phố 3, đảng bộ thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rơ Lấp, nguyên đảng ủy viên, trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy, với trách nhiệm là đảng ủy viên, trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, ông Trần Đình Vĩ đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong quá trình khởi tố, truy tố ông Đỗ Văn Hùng tại vụ án hình sự xảy ra ở xã Đắk Hà, huyện Đắk Cơ Long, dẫn đến oan sai. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Trần Đình Vĩ. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Phúc, huyện ủy viên, bí thư tri bộ, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Đức, nguyên huyện ủy viên, bí thư tri bộ, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Cơ Long. Với cương vị là huyện ủy viên, bí thư tri bộ, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Cơ Long từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 10 năm 2017, ông Nguyễn Huy Phúc đã không kiểm tra, giám sát cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến cấp dưới thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong quá trình khởi tố ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan tại vụ án hình sự xảy ra ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Cơ Long, dẫn đến oan sai xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Huy Phúc. Trước đó liên quan đến hai vụ oan sai trên, tại kỳ họp thứ 40, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ liên quan. Đối với vụ oan sai của vợ chồng ông Lê Trường và bà tôn nữ Kim Loan, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông đã kỷ luật khiển trách đối với ông Phan Văn Chiến viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện đắc minh nguyên viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện đắc cơ long kỷ luật cảnh cáo ba ông nguyễn du trưởng công an huyện đắk rơ lấp nguyên phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phó trưởng công an huyện đắc cơ long nguyễn văn tâm phó tránh thanh tra phòng thanh tra khiếu tố viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện đắc cơ long ông phạm văn sơn kiểm sát viên phòng kiểm sát tạm giữ tạm giam và thi hành án Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Cơ Long. Đối với vụ ông Đỗ Văn Hùng bị oan sai, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Viết Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Gia Nghĩa, nguyên trưởng phòng 1, kiểm sát viên trung cấp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông và ông Lương Đức Dương, tránh tòa hành chính, nguyên phó tránh tòa hình sự, tòa án nhân dân tỉnh Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông còn đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Liên quan đến vụ việc ba nam thanh niên dùng hung khí trong đó có dao đuổi đánh nhau trên đường khiến một người bị chém vào vùng đầu phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, Công an thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa cho biết đang vào cuộc điều tra làm rõ theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 25 tháng 9, tại đoạn đường thuộc Tổ dân phố Hưng Nghiệp, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, Phạm Viết Nhân sinh năm 2007, điều khiển xe chở theo Phạm Quang Hưng sinh năm 2008, đều ở thôn Nhật Tân, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu của Lê Đắc Đức, sinh năm 2006, cư trú tại thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn. Tức giận vì bị tấn công bất ngờ nên Đức đuổi theo, dùng mũ bảo hiểm đập lại nhưng Hưng đỡ được. Sau đó Hưng rút từ trong cặp đựng sách ra một con dao và tiếp tục rượt đuổi lại Đức. Khi Đức chạy về đến nhà bà ngoại là bà LTT ở thôn Thanh Bình, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn thì đi vào trong nhà, lấy một con dao và điều khiển xe đuổi theo nhân Hưng. Đến đoạn đường thuộc thôn Nhật Tân, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn, Đức điều khiển xe vọt lên, từ phía sau chém một nhát vào vùng đầu của Hưng. Hậu quả làm Hưng bị thương tích và phải vào viện điều trị. Vụ việc cho thấy công tác giáo dục, quản lý đối với thanh thiếu niên còn nhiều hạn chế. Qua đó, cơ quan chức năng khuyến cáo, gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cần tăng cường quan tâm, nâng cao hơn nữa về tinh thần trách nhiệm đối với thanh thiếu niên để hạn chế tối đa sự bồng bột trong nhận thức, dẫn đến những hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật. Hiện Công an thị xã Nghi Sơn đang điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Trần Thế Vương cho biết, sau khi có công văn của Bộ Nội vụ về việc đề nghị kiểm tra giả soát hồ sơ cán bộ công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International. Sở đã kiểm tra và ghi nhận 3 trường hợp viên chức sử dụng chứng chỉ tiếng Anh do tổ chức Cambridge International cấp. Theo ông Trần Thứ Vương, ba trường hợp này đang công tác tại bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Trung tâm công viên cây xanh thành phố Đồng Hới và Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Ngay sau khi có kết quả Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo đến Bộ Nội vụ về thông tin trên và đang đợi ý kiến hướng dẫn chỉ đạo từ Bộ Nội vụ để có phương án xử lý hoặc Sở sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã truy tố Lê Văn Vàng 43 tuổi, trú ở huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội, Lương Việt Anh 37 tuổi, trú ở quận Long Biên thành phố Hà Nội và đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh giả mạo Cambridge International. Theo điều tra năm 2021, Lê Văn Vàng tự nghĩ ra tên tổ chức Cambridge International với mục đích ban đầu để tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh, nhưng do dịch Covid-19 nên không triển khai thực hiện được. Nắm được nhu cầu của nhiều người trình độ tiếng Anh hạn chế nhưng đang cần có chứng chỉ để đảm bảo hoàn thiện hồ sơ thi tuyển đầu vào tại các cơ quan đơn vị trong và ngoài nước, Vàng đã đề nghị liên kết với Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục thuộc Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, do Lương Việt Anh làm viện trưởng, tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ với danh nghĩa Cambridge International. Qua đấu tranh, các bị can khai nhận đã tổ chức thi cho các thí sinh vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần và đã cấp khoảng 4.200 chứng chỉ tiếng Anh mang tên Cambridge International, với giá từ 2,3 triệu đến 18 triệu đồng một chứng chỉ tùy từng loại. Công an thành phố Hà Nội đã kiến nghị Bộ Nội vụ có văn bản thông báo đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành, trực thuộc Trung ương kiểm tra, giả soát, phát hiện cán bộ công chức viên chức có hành vi kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge International để xử lý theo quy định ngày 23 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1995, trú tại Ấm Hạ, Hạ Hòa, Phú Thọ, Trần Xuân Quyết, sinh năm 1984 và Bùi Đình Sáng, sinh năm 1992, cùng chú Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, trưa ngày 19 tháng 10, Tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện bắt quả tang Thành đang trộm cắp xe máy biển kiểm soát 29L5-630XX tại tòa 27A1 trung cư Green Star, Cổ Nhuế 1. Tại cơ quan công an, Thành khai do không có công an việc làm, cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để đem bán. Thành nhắm đến xe máy tại các hầm gửi xe không có người quản lý, trông giữ. Để thực hiện hành vi phạm tội, Thành mang theo một tay công bằng kim loại hình chữ L dài khoảng 20cm, ba mũi vam phá khóa bằng kim loại dạng dẹt, một cờ lê bằng kim loại để trộm cắp xe. Bằng thủ đoạn trên, Thành đã thực hiện 7 vụ trộm cắp 7 xe máy, ước tính hơn 30 triệu đồng. Số xe máy trộm cắp được Thành bán lại cho Trần Xuân Quyết và Bùi Đình Sáng. Mở rộng vụ án, cảnh sát khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quyết và Sáng tại ngõ 54 sẹt 36 đường Tây Tụ, phường Tây Tụ, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thu giữ 3 túi ni lông nghi là ma túy. Hai đối tượng khai nhận là chất ma túy góp tiền mua về cùng sử dụng nhưng chưa dùng hết. Đồng thời thừa nhận đã mua số xe máy của Thành trộm được với giá 3 triệu đồng một xe. Sau đó lên Facebook tìm người mua lại với giá 3 triệu 500 đồng một chiếc xe để kiếm lời. Được biết, mỗi đối tượng trên đều có một tiền án. Mới đây, thông tin về cơn bão Trà Mi xuất hiện và được dự báo sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có nhiều người thắc mắc nguồn gốc về cái tên của cơn bão này và tại sao nó lại có tên như thế. Được biết, trước đây trong thời chiến tranh thế giới thứ hai, từ năm 1945, các nhà khí tượng Mỹ bắt đầu sử dụng tên phụ nữ để đặt tên cho các cơn bão. Sau này, từ năm 1979, tên bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã bao gồm cả tên Nam giới. Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000, các cơn bão trong khu vực này được đặt tên theo một danh sách tên do 14 nước thành viên thuộc Ủy ban bão của Tổ chức khí tượng thế giới có tên viết tắt là WMO đề xuất. Mỗi quốc gia thành viên, bao gồm Việt Nam, cung cấp 10 tên bão tạo thành danh sách 140 tên bão xoay vòng và sử dụng. Danh sách tên bão mới phần lớn là tên các loài hoa, chim, cây cỏ, động vật và thậm chí là tên các món ăn, có thể kể tới một số tên bão như Iagi, tức là con dê damrey là con voi, Pulasan, một loại trái cây ở Malaysia, Carathon, một loại trái cây ở Thái Lan. Danh sách tên bão này không được sắp xếp theo thứ tự chữ cái mà theo thứ tự của quốc gia để xuất tên. Các cơn bão hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được WMO ủy quyền cho Trung tâm Báo Bão nhiệt đới Tokyo thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đặt tên. Trung tâm Bão nhiệt đới Tokyo, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản sẽ lần lượt dùng những tên trong ngân hàng 140 tên trên để đặt cho các cơn bão trong khu vực. Việt Nam từ năm 2000 đã đề cử 10 tên bão lên Ủy ban Bão Quốc tế bao gồm Sơn Tinh, Lê Kim Ma, Ba Vì, Côn Sơn, Sơn Ca, Trà Mi, Hạ Long, Vàm Cỏ, Sông Đà và Sao La. Đến năm 2024, danh sách đã được cập nhật với những cái tên như Cỏ May, Lục Bình và Bằng Lăng thay thế một số tên cũ. Bão My là cơn bão thứ 6 trong năm 2024 và tên này đã có trong danh sách do Việt Nam đề cử với Ủy ban Bão quốc tế. Tên My xuất phát từ loài hoa thuộc họ hoa hồng có tên khoa học là Camellia japonica. Đây là loài hoa có nguồn gốc từ vùng Đông Á và thường được biết đến với vẻ đẹp thanh tao mang ý nghĩa trong văn hóa nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo đó, mỗi năm, các ủy viên của WMO sẽ họp một lần để cập nhật bảng tên bão. Thông thường, một quốc gia có thể đề nghị rút một tên bão nếu cơn bão đó gây thiệt hại quá tàn khốc và có thể gợi lại ký ức đau thương cho người dân. Việc đặt tên bão Trà My là kết quả của quy trình đề xuất và chọn lọc tên bão từ Việt Nam, giúp nhận diện các cơn bão dễ dàng hơn trong khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Tên bão không chỉ đơn thuần là một phương tiện để phân biệt mà còn mang theo văn hóa và thiên nhiên của các quốc gia, đóng góp tên trong danh sách bão quốc tế. Không khí lạnh tăng cường về miền Bắc nước ta và đến sáng nay, 23 tháng 10 đã ảnh hưởng toàn bộ Đông Bắc Bộ theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Đây là đợt không khí lạnh khô khiến ở miền Bắc trời mát, đêm và sáng lạnh, còn ở vùng núi thì đêm và sáng trời rét. Trong những ngày sắp tới, không khí lạnh tiếp tục về miền Bắc nước ta, trời vẫn sẽ hanh khô. Theo các dự báo hiện tại, bão Chami sẽ đi vào biển Đông ngay trong thứ năm hoặc dạng sáng thứ 6 và trở thành cơn bão số 6. Tại biển Đông, cơn bão này tăng cường độ trong khi di chuyển chủ yếu theo hướng tây sẽ đến gần miền Trung nước ta vào ngày 27 đến 28 tháng 10. Vậy không khí lạnh sẽ tương tác thế nào với bão Chami? Về lý thuyết, các cơn bão lấy năng lượng từ nhiệt và hơi ẩm nên không khí lạnh khô sẽ nhanh chóng chặn đứng sự phát triển của bão. Ngay cả khi có nước biển ẩm và ấm thì không khí lạnh khô vẫn có thể làm suy yếu cơn bão từ bên trong. Như vậy, dù bão Chami mạnh lên ở biển Đông, đạt sức gió tối đa là 100 đến 110 km/h cấp 10 cấp 11 nhưng nó có thể yếu đi khi đến gần nước ta do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Bão yếu đi trong trường hợp này tức là sức gió yếu đi nhưng sự tương tác với không khí lạnh lại có thể khiến bão gây mưa nhiều hơn. Một phần lý do là vì bão yếu đi thì thường di chuyển chậm lại nên nó có nhiều thời gian để chút mưa xuống hơn, đặc biệt là với một cơn bão có hoàn lưu lớn như bão Trami. Đây cũng là lý do mà nhiều khi một cơn bão lúc suy yếu thành áp thấp nhiệt đới lại gây mưa rất lớn kéo dài, dẫn đến ngập lụt, sạt lở. Do đó có khả năng mưa lớn sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh thành miền Trung nước ta từ 26 đến 27 tháng 10, mưa có thể kéo dài đến hết tháng tùy diễn biến của bão. Vì vậy, người dân lưu ý thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương để có cách phòng chống mưa bão phù hợp. Ngày 23 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Nhật, 29 tuổi, chú thôn Phước Thiện hai, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và lữ hành Blue Sea về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, vào năm 2023, để có tiền mua tiền ảo và trả nợ cho người khác, Đặng Quốc Nhật đưa ra nhiều thông tin gian dối, bịa đặt không đúng sự thật về các chuyến du lịch tour không có thật, kêu gọi góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản của người quen. Trong đó anh TQN, chú tỉnh Quảng Ngãi tham gia góp vốn rồi bị Nhật chiếm đoạt với số tiền 2,4 tỷ đồng. Qua xác minh điều tra, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm rõ hành vi vi phạm của Nhật, qua đó đã tống đạt các quyết định đối với bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin ai là bị hại của Đặng Quốc Nhật thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, 174 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, thông qua điều tra viên Nguyễn Trung Tiển, số điện thoại 0911 196 775 để cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra mở rộng. Mấy ngày qua khi qua khu vực ven hồ Tây Hà Nội, nhiều người phải nhăn mặt, bịt mũi do mùi hôi thối bốc lên từ các xác cá chết dạt vào bờ. Tình trạng này gây khó chịu cho nhiều người dân, đặc biệt là những người thường xuyên tập thể dục buổi sáng quanh khu vực này. Theo người dân phản ánh, mấy ngày gần đây, tình trạng cá chết lại tái diễn ở khu vực ven hồ Tây, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nhiều xác cá đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân xung quanh khu vực. Theo ghi nhận của phóng viên lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 10, trên tuyến đường Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội là cảnh tượng nhiều xác cá chết trôi giặt vào bờ, bốc mùi hôi thối gây khó chịu. Nhiều người dân đi tập thể dục từ sớm hoặc đi qua khu vực này đều phải bịt mũi vì mùi hôi của cá. Ông Nguyễn Văn Bính, quận Tây Hồ nói, thật sự kinh khủng, tôi đi qua mà không thể thở nổi vì mùi thối của cá. Theo quan sát, nhiều xác cá tại đây bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi khó chịu. Ông Nam, một người dân quận Tây Hồ cho biết, khoảng một tuần nay đi tập thể dục, ông luôn cảm thấy khó chịu bởi mùi cá chết. Ông Nam nói, mong tình trạng này giải quyết nhanh để người dân có nơi đi lại thoải mái, buổi sáng gió mạnh còn đỡ. Ban đêm đi qua khu vực đường Nguyễn Đình Thi thì không thể chịu nổi. Một người đàn ông cho biết bờ hồ là một nơi rất đẹp của thủ đô, việc để cá chết giặt vào bờ thế này là không được. Hôm qua tôi tập thể dục, thấy cá chết rồi nhưng hôm nay còn nhiều hơn, mùi hôi thối bốc ra rất xa. Phía giữa lòng hồ, xác cá nổi lênh phành trên mặt nước. Chia sẻ với phóng viên, bà Hoàng Thúy Anh, Phó trưởng ban quản lý hồ Tây, Tây Hồ Hà Nội cho biết, do thời tiết chuyển mùa nên cá chết trôi giặt vào khu vực hồ Tây, việc này diễn ra hàng năm. Bà Thúy Anh nói thêm, mỗi ngày khi phát hiện cá chết trôi vào bờ, Ban Quản lý Hồ Tây sẽ chỉ đạo xí nghiệp thoát nước môi trường số 1, nhanh chóng thu gom và xử lý. Điều này nhằm tránh mùi hôi thối từ cá chết gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ngày 22 tháng 10, Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự bà Trần Thị Kim Giàu, 33 tuổi, ngụ quận 4, để điều tra làm rõ về cái chết của con gái ruột bà Giàu là cháu HTA, 5 tuổi. Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 13 tháng 10, bà Giàu đến Công an phường 9 quận 4 trình báo về việc cháu A đã tử vong khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận 4 vào dạng sáng cùng ngày. Theo trình báo, khoảng 2 giờ ngày 13 tháng 10, Bà giàu đang ngủ thì con gái lớn là cháu H 7 tuổi nói đói bụng. Bà giàu đi lấy sữa cho H uống thì phát hiện cháu A nằm ở bậc cầu thang. Lúc này bà giàu gọi cháu A nhưng không thấy trả lời nên kiểm tra thì thấy tay chân của con lạnh ngắt. Bà giàu lấy dầu xoa rồi đưa cháu A đi cấp cứu nhưng bác sĩ thông báo bé gái đã tử vong. Vào cuộc điều tra, công an quận 4 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phát hiện cơ thể cháu A có nhiều thương tích, tụ máu bầm. Qua lấy lời khai, cơ quan công an xác định bà giàu thường xuyên dùng tay, muỗng múc canh, đũa gỗ, đánh vào các vùng mặt, chân, tay, hồng, lưng và đổ nước nóng vào chân, đánh khiến cháu A bị nhiều thương tích trên cơ thể. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.